Cũng liên quan đến thời tiết thì hiện nay cơn bão số 12 đang có diễn biến khá nhanh. Và ngay sau đây những thông tin cập nhật về cơn bão này sẽ được gửi đến quý vị từ biên tập viên thời thiết Quỳnh Anh. Chào dạ, anh chị, Lâm. Anh. Thưa quý vị và các bạn, đến gần trưa nay thì tâm của bão số 12 chỉ còn cách đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận là khoảng 360 km về phía đông với cường độ là cấp 8 giật cấp 10. Đến chiều và tối nay thì khi mà bão tiến sâu hơn thì có thể là tăng lên cấp 9 giật cấp 11 tức là 75 km/h giật 117 km/h. Sau đó sáng ngày mai khi mà di chuyển vào gần bờ thì bão mới lại yếu dần đi. Như vậy trong ngày hôm nay, nhiều vùng biển sẽ phải hứng chịu sức gió mạnh nhất của bão số 12. Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới sẽ là từ vĩ tuyến 11 đến 15 độ bắc và phía tây của kinh tuyến 115 độ kinh đông. Nhiều tàu cá của bà con hiện nay chỉ nặng vài chục tấn, khi mà gặp sức gió từ cấp 6 trở lên thì rất có thể là bị trao đảo và có nguy cơ bị đánh chìm. Bởi vậy, để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc thì bà con nên cập nhật thời tiết và vùng nguy hiểm thường xuyên qua tần số 7906 kHz và 8294 kHz để nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm nếu bà con đi về bờ hoặc là tìm nơi tránh trú thì cần phải neo đậu tàu thuyền đúng cách để tránh tàu bị va đập với nhau và bị sóng gió vùi dập. Còn trên đất liền không chỉ trung bộ, tây nguyên mà từ chiều tối và đêm nay miền đông nam bộ trong đó có thành phố Hồ Chí Minh cũng chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 12. Dự báo là trời sẽ chuyển mưa rông kèm theo đó là lốc xét, gió giật mạnh. Về nhiệt độ thì cao nhất không vượt quá 32 độ. Ngược lại, thủ đô Hà Nội chiều nay dự báo trời tiếp tục nắng nhiều, độ ẩm thấp nhất chỉ khoảng 40%, còn nhiệt độ cao nhất là 29 độ. Cảm giác ấm áp thế nhưng lại hanh khô. Vừa rồi là những thông tin thời tiết nổi bật nhất cho ngày hôm nay, còn ngay sau đây sẽ là những tin tức thời sự khác của Việt Truyền động 24 giờ. Xin cảm ơn biên tập viên thời tiết Quỳnh Anh. Tiếp tục với những thông tin cập nhật khác. Theo tờ Thời báo Phố Wall, thì ban vận động tranh cử Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn lên tòa án